mà chưa có mở rào á thì em hơi băn khoăn cái việc là thứ nhất là anh có một mối quan hệ với một bạn nữ thì kéo dài 2-3 năm và có sống thử 1 năm. Thì khoảng thời gian 3 năm không dài nhưng mà cũng không ngắn. Nhưng mà mình nói với bạn là mình không hợp nhau. Thì em thấy đó là một cái lý do chung. Em cảm thấy là nó chưa thuyết phục lắm. Thực ra thì có chút xíu nhầm lẫn, đó là anh sống với bạn đó khoảng được hơn 1 năm chứ không phải 3 năm. 3 năm là anh đang nói là những cái bạn trước đây có quen với anh á. Dạ. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào quý vị khán giả. Em là Phạm Minh Tâm. Em năm nay 32 tuổi. Em đang làm việc trong lĩnh vực khách sạn. Làm khách sạn, làm dịch vụ hay là làm kỹ thuật hay là quản lý? Là quản lý. Quản lý lĩnh vực khách sạn á. Dạ đúng rồi. Mời nhà gái. Chào tất cả mọi người, em tên là Liễu Ngọc. Em 26 tuổi và đến từ Vĩnh Long. Thì hiện tại thì em đang là team leader của bộ phận hỗ trợ đối tác của một công ty về thương mại dịch vụ. Thì hiện tại em đang ở quận 11. Mình nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, ưu điểm của bản thân em thì rất là hòa đồng với mọi người, có trách nhiệm trong công việc cũng như là hiểu chuyện. Còn chị thấy em rất là tự tin. Dạ, cảm ơn chị. Còn về nhược điểm của bản thân thì em có hạn chế trong cái việc tìm đường. Em hay bị đi lạc với mù đường đó đúng không? Với lại cái khả năng nấu nướng thì nó cũng không gọi là xuất sắc lắm. Nấu nướng thì thật sự ra bây giờ không quan trọng lắm đâu, nên em đừng lo. Rồi, mời em trai, ưu điểm, khuyết điểm của mình. Em khá là quyết đoán trong công việc. Em là người đàn ông của gia đình. Em thích làm những cái việc, những cái gì tốt nhất cho gia đình. Còn khuyết điểm thì đôi khi thì cái tính em nó hơi cứng nhắc. Thì bù lại tại vì em quyết đoán cho nên là em sẽ hơi có những cái nguyên tắc khó thay đổi được. Quản lý mà đúng không? Phải nguyên tắc mới làm việc được á. Nhưng mà về gia đình em có nguyên tắc như vậy không? Cứng nhắc như vậy không? Dạ không, thì gia đình thì mình linh động, linh hoạt thôi. Nguyên tắc tức là sao? Tức là thí dụ như đồ đạc em để ở đâu thì em không thích ai đụng chạm hoặc xê dịch đó. Ngay cả ở nhà luôn? Dạ đúng rồi. Tức là tất cả nó phải theo cái trình tự sạch sẽ, ngăn nắp. Vậy cũng hơi khó đó nha. Bên kia bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em khoảng 2-3 mối tình. Tại vì tại sao em nói khoảng? Tại vì có thời gian tìm hiểu á nhưng không có thành. Mối tình, những cái mối tình về sau thì tụi em quen cũng được 2-3 năm. Thì do là không có hợp quan điểm á, tụi em cũng có từng sống với nhau khoảng 1 năm. Sống thử đó hả? Dạ. Nhưng mà cuối cùng thì cũng không có hợp. Nên là thấy cái người đó thì họ có vẻ tư tưởng em thì hướng nội, bạn thì hướng ngoại. Cộng thêm là tại vì bạn khá là thực dụng nên là em từ từ em cảm thấy quan điểm không có hợp nên là không có tiến tới nữa. Thực dụng cụ thể là sao? Thực dụng về vấn đề gì? Như em nói thì cái vấn đề thực dụng thì tức là tư tưởng có hướng ngoại thôi. Em thích xài tiền mục đích khác, cô ấy thì thích xài tiền mục đích khác. Nên hai cái tư tưởng nó không có gặp nhau. Vậy không phải là thực dụng. Ủa vậy sao gọi thực dụng được? Không phải thực dụng đâu. Tôi phải đi qua nè. Chào, dạ. Chào, nói nghe coi. Chào em. Chào chị. Thì ví dụ như bạn gái thì thích đi du lịch. Còn bản thân em thì em không có thường đi du lịch. Em thì em thích mua sắm này nọ. Cho nên là... Rồi thực dụng chưa? Rồi tới chỗ thực dụng chưa? Cũng khó nói nhưng mà em cảm nhận được là hai cái tư tưởng nó hoàn toàn không có hợp nhau. Khi mà dùng từ chữ thực dụng là nó ghi... Nó, đúng nó, rồi, nó cái từ thực dụng là nó nặng lắm đó. Nó nặng đó. Dạ. Thật ra thí dụ anh chơi với ai mà nói trời em chơi thực dụng quá là coi như là thực dụng chơi tức là người đó. Ta chỉ nghĩ tới vấn đề tiền bạc và quyền lợi cá nhân của người ta thôi, người ta không quan tâm tới quyền lợi của người khác và không quan tâm tới cái nguồn tiền từ đâu ra. Đôi khi thì cũng có cái vấn đề đó nhưng mà nói chung là bởi vì cái gì qua rồi em không có tiện nhắc những cái cũ á. Còn cái chuyện mà em nói là cái gì mà không ai dời được của em á, cái đó cũng hơi kỹ chút xíu. Theo anh là có thể giảm chút xíu được không? Không, bây giờ qua thấy cái hình ảnh của bạn này ngoại hình rồi mướt, phải không? Mướt. Thì mới hiểu được là lý do tại sao bạn đúng nói rồi. Mà bạn nhận xét được bản thân của bạn như vậy là rất là tốt nha. Chị đây nè mọi người, đầu tóc láng mướt, nó bóng mà nó bóng tới cái mức mà tôi có thể thấy được cái mặt tôi trong đây. Đúng ra là em phải đứng ở vị trí của anh mới đúng hơn. Đúng rồi đó, bên đây ta MC mà. Anh MC mà anh bê bối quá. Mặc đồ thiệt. Áo là chỗ nào là nó vô đúng cái chỗ đó không? Đúng rồi, áo anh chỗ có chỗ không. Ông, bạn này là một người rất là chỉnh chu về cái bề ngoài của mình, rất cực kỳ chỉnh chu luôn. Còn cái bề trong như thế nào thì tí tìm hiểu thì mới biết. Để hỏi đối tác của em coi rồi, bao nhiêu mối tình rồi.
mấy mối tình rồi cưng? Hiện tại thì em có trải qua một mối tình kéo dài 2 năm và cũng kết thúc 2 năm rồi chị. Sao chia tay? Thứ nhất là em chưa thấy bạn nam có định hướng trong tương lai, và nếu như có thì cũng chưa có hình ảnh của em trong tương lai của bạn. Thứ hai nữa là em mong muốn nhận nhiều hơn cái sự quan tâm từ bạn, nên là tụi em quyết định chấm dứt. Dừng lại. Rồi vậy thì em nói luôn về cái mong muốn nha. Mình có một người bạn trai như thế nào? Dạ, em sẽ ấn tượng với một bạn nam. Thứ nhất là có công việc và sự nghiệp ổn định. Thứ hai là bạn sẽ gọi là hiểu chuyện và biết điều. Thứ ba sẽ là một người cần có sự lãng mạn. Thứ tư là biết chăm sóc bản thân. Và cuối cùng thì em sẽ ấn tượng với một bạn nam có chiều cao trên khoảng 1m75. Chưa, nó hơi cái chỗ cuối nó cấn cấn chút xíu. Thiếu một chút thôi. Chút xíu chứ. Em cao 1m62 rồi. Thứ hai là mọi người nên trừ hao cho em mang cao gót. Thứ ba là mọi người nhìn vẻ bề ngoài thì em cũng không có nhỏ bé lắm, nên là em cần cái cảm giác an toàn được bao bọc chở che. Nên là em thích những cái bạn nào có chiều cao trên 1m75. Chị rất là giống em về cái quan điểm đó. Chị thích quen ai mà trên 1m8, mà cuộc đời của chị chưa gặp ai mà trên 1m8 em. Chưa gặp ai trên 1m75 luôn á. Nên nói chung là nãy giờ nhu cầu bên nhà gái thì nó cũng có chỗ khó, cũng có chỗ dễ. Không, nhà trai tôi đáp ứng đủ á. Bây giờ hỏi cái tiêu chí đúng của bên rồi. Đó rồi tôi nghĩ bên đây đáp ứng hết luôn á. Nhà gái tôi dễ thương. Em trai muốn mong muốn một người vợ tương lai của mình với tiêu chí như thế nào? Em thì hiện tại tại vì em sống với bố mẹ thì một người cũng biết lo lắng cho gia đình. Tại vì em ở đây với bố mẹ, chị em ở nước ngoài nên không ở đây được. Thì nói chung là nhà cũng có em, bố và mẹ thôi. Cho nên là cần một người nào đó về thì có thể vừa làm bạn với em, cũng có thể lo lắng tươm tất cho gia đình. Tức là một người có thể chia sẻ, thấu hiểu, thì coi như phải về làm dâu rồi đó. Nhà em không có định nghĩa làm dâu. Nhà em thoải mái, thoáng về tình thì tượng. Ở chung là làm dâu rồi. Bây giờ người nhà có ý kiến coi sao? Đúng. Rồi. Em đi với ai bé? Em đi với bạn thân của em ạ. Chào các cô gái. Dạ, em chào tất cả mọi người. Em tên là Linh, là bạn học của Liễu Ngọc. Em thấy bạn nam này có vẻ là hơi khó tính. Liễu Ngọc thì có vẻ là người hơi cầu toàn hơn bạn. Hai người có thể cho nhau cơ hội. Rồi, em trai đi với ai? Em đi với người anh, chơi với nhau được cũng mười mấy năm rồi. Dạ, chào anh ạ. Em thấy bạn nữ cũng dễ thương. Nói chung là hai người chơi cho nhau tìm hiểu. Em chơi với bạn này mười mấy năm rồi đó hả? Dạ, chơi 12 năm. Có bao giờ xê dịch đồ nó chưa? Dạ không. Không dám luôn hả? Nói chung là vô nhà chơi không đụng đồ, đụng chạm. Đụng la liền. Dễ sợ. Rồi thôi, mở rào cho hai bạn gặp nhau đi nào. Vậy đi. Mở rào. Hai bạn đủ để có thể quyết định được những cái gì mà các bạn đang tiếp cận ha. Tấn công đi chàng trai. Anh có món quà gửi tặng em. Dạ, em cảm ơn. Anh cảm ơn. Anh có thể chia sẻ một xíu về món quà của mình được không anh? Anh tặng em quyển sách. Thì cái tên quyển sách này là Bí quyết trưởng thành. Thực ra thì nó ở trong nó nội dung cũng khá là hay. Anh nghĩ là tặng quyển sách thì nó sẽ hợp lý hơn. Dạ. Em có thể giữ làm kỷ niệm. Dạ. Đầu tiên thì em cảm ơn món quà của anh. Thì em cũng có một món quà gửi lại cho anh. Thì trùng hợp nó cũng là một quyển sách. Dạ em gửi. Anh cảm ơn nha. Quyển sách này nói về một cái phong cách sống là Ola. Giúp mình có thể cân bằng giữa cuộc sống, các mối quan hệ khác như là bạn bè hoặc là công việc. Thì hy vọng anh sẽ có một cái kỷ niệm vui với cuốn sách này. Anh cảm ơn em. Anh muốn hỏi trước về cảm nhận của em ha. Qua chia sẻ lúc mà chưa có mở rào á thì em hơi băn khoăn cái việc là thứ nhất là anh có một mối quan hệ với một bạn nữ thì kéo dài 2-3 năm và có sống thử 1 năm. Thì khoảng thời gian 3 năm không dài nhưng mà cũng không ngắn. Nhưng mà mình nói với bạn là mình không hợp nhau. Thì em thấy đó là một cái lý do chung. Em cảm thấy là nó chưa thuyết phục lắm. Thật ra thì có chút xíu nhầm lẫn, đó là anh sống với bạn đó khoảng được hơn 1 năm chứ không phải 3 năm. 3 năm là anh đang nói là những cái bạn trước đây có quen với anh á. Dạ. Yeah. Thật ra không phải là đưa ra một lý do là không hợp để chia tay, nhưng bởi vì là đã thật sự là cảm thấy là không hợp rồi á, mà mình cố gắng đi thêm xa nữa đó thì nó sẽ mất thời gian của hai bên. Dạ. Yeah. Thì anh và bạn đó cũng thống nhất
và đồng quan điểm là không tiếp tục nữa, chứ không phải là đơn phương từ anh. Dạ, yeah. Công việc của anh thì nó thường bắt đầu từ lúc mấy giờ và kết thúc lúc mấy giờ, và nó có thường xuyên phải đi sớm về khuya hay là nó sẽ cố định một khung giờ? Anh là quản lý ca trực. Dạ. Yeah. Tức là sẽ phải làm theo ca. Nói chung thì anh có khi phải làm ca đêm nữa. Đại khái là công việc cũng khá là nó không có thời gian cố định. Dạ. Yeah. Chỉ là một ngày là làm 8 tiếng. Thì em cũng xin phép có thêm hai câu hỏi nhỏ nữa. Nếu như đi du lịch đó, thì anh thích đi biển hay là đi rừng? Anh thích đi Đà Lạt. À vậy là anh thích đi rừng. Dạ. Ví dụ như hôm nay là thứ ba đi, nếu như anh với em có cơ hội tìm hiểu á, và em 12 giờ khuya em gọi em nói là bây giờ tâm trạng em rất là tệ và em muốn gặp anh để có thể là giải tỏa, thì anh sẽ xử lý như thế nào? Bất cứ lúc nào em cần. Bất cứ lúc nào em cần. Anh có câu hỏi nào dành cho em không? Em quê ở Vĩnh Long hả? Dạ đúng rồi. Em có mấy anh chị em? Gia đình em thì có 3 chị em gái và 2 chị đã lập gia đình và em là Út. Bố mẹ em có mong em có gia đình không? Tại thời điểm hiện tại là có, và mẹ em là người gợi ý cho em tham gia chương trình. Nhưng mà khi tham gia chương trình này thì em cũng chưa có nói với mẹ là em đang ghi hình. Ok, anh hỏi thêm một câu cuối cùng nữa là em cảm nhận như thế nào? Tại vì thật sự theo tiêu chuẩn mà em đưa ra là chiều cao là anh là thua rồi đó. Anh chỉ khoảng 1m7 thôi. Dạ. Nên là sẽ phải có những cái cân nhắc thật là kỹ từ anh và em. Anh muốn biết em cảm nhận như thế nào để anh cũng đưa ra một cái quyết định. Dạ. Vì sao cái tiêu chí chiều cao của em để cuối cùng thì đó cũng là một cái tiêu chí em cần thôi. Nhưng mà nếu như mà có những cái yếu tố khác mà bạn nam có thể chinh phục được em thì em vẫn có thể bỏ qua được cái điều đó. Cái cảm nhận thứ hai nữa, khi mà anh chia sẻ về cái vấn đề sống thử á, thì đó là một cái tạm gọi là một cái vật cản làm em hơi chùn bước một chút. Nên là nếu như được á, thì anh có thể chia sẻ hoặc anh nói một câu nào đó để có thể làm em có một suy nghĩ khác. Nói chung thì anh trưởng thành rồi. Dạ. Em thì anh nghĩ cũng là trưởng thành rồi, tại vì qua cách nói chuyện của em thì nếu cảm thấy có cảm xúc thì mình tìm hiểu, có duyên thì tiến tới tình yêu. Dạ. Yeah. Hai bạn bây giờ ngồi xa quá, nó chưa có một cái sự chưa có chất xúc tác được tác gì hết. Bây giờ em trai đứng lên nào, đứng nắm tay bạn gái. Em gái đứng lên nào. Em xin phép bắt tay một cái. Dạ. Yeah. Bắt tay giống đối tác quá. Đấy. Em có làm một cái gì đó cho nó tình cảm hơn được không? Hai bạn đứng xích nhau, có thể nhìn thẳng vào mắt nhau, trao đổi một chút xíu gì đó. Nãy giờ cuộc nói chuyện này thì em thấy bạn gái thế nào? Em thấy bạn hiền. Nói chung hiền thì em cũng thích. Em khá là ngại, tại vì cũng lâu lắm rồi em không có quen ai hết. Vậy ngại gì? Em hơi nhút nhát trong tình cảm. Nhưng mà em nghĩ nếu như mà anh đủ thích một người á, thì anh sẽ chủ động với người đó. Chính xác. Rồi, sân khấu của hai bạn. Bạn gái nói như vậy là tôi hiểu bạn gái muốn cái gì rồi. Em không hiểu nữa thì thôi nha. Mình trao đổi thẳng đi. Dạ. Yeah. Mình đi thẳng vấn đề là em có đủ tin tưởng để có thể cho anh một cơ hội hay không? Anh có thể hỏi một khác không? Tại vì em nghĩ là chương trình mình có cái phần bấm nút, đúng không? Thì em nghĩ là cái phần bất ngờ đó em sẽ dành cho phía sau. Anh cũng khá là hồi hộp. Anh cũng không biết là phải hỏi gì. Cho vào vị trí đi các bạn. Bây giờ chúng ta chỉ quyết định bằng nút bấm thôi. Quyết định bằng trái tim của mình. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. Bấm là chúng ta phải thật sự có trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm là thật sự chúng ta có một chút rung động gì, chúng ta hãy bấm nút bấm đó. Sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3. Rồi, chúc mừng các bạn. Tôi sợ không chết luôn á. Thôi mình yêu nhau rồi, mình đừng bắt tay như vậy nữa được không? Mình nắm tay nhau đi. Có thể thay đổi cách. Nè, nói với anh. Thôi anh ôm em một cái. Dạ rồi, ok. Rồi, chúc mừng các bạn đã bấm nút. Lần đầu tiên bảo rằng bước lên trên đây, rằng lòng sẽ đang
ai kia đó về, giờ thì đến rồi, chỉ còn giây phút nữa mà thôi. Hồi hôm qua, mặc dù vẫn đang tươi cười, mà lòng thấy như hoang mang rối bời. Và đã đến rồi, vì chàng ở sát bên mà thôi. Thì hãy vui lên đi, và tự tin nói hết những khuyết điểm, ưu điểm mình đang có, rồi sẽ chia tâm tư, nguyện vọng hay tiêu chí, vẽ ra luôn hình màu cho đối phương. Vậy thì em xin nói trước một lời, về người đàn ông em sẽ bấm nút chọn. Điều đầu tiên kiên quyết đó chính là người phải luôn yêu em. Hay quá. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Huỳnh Thị Bảo Trân. Em hiện đang là thủ quỹ của một hãng xe ở quận 7. Hiện em đang sinh sống và làm việc cũng ở quận 7 luôn. Sống ở Sài Gòn được hơn nửa đời người. Nói chính xác là hiện nay em được 31 tuổi. 31 tuổi rồi ha. Dễ thương, thủ quỹ một hãng xe quận 7. Rồi, mời chàng trai giới thiệu. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Thì xin chào cô chú và anh chị các bạn và chào bạn nữ bên cạnh. Em là Trương Quang Thịnh, sinh năm 1985, là trưởng phòng kinh doanh tại công ty cổ phần Địa ốc. Quê mình ở đâu em? Dạ em quê ở Long An. Nhưng mà em hiện tại đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Dạ. Ưu điểm khuyết điểm của em gái là gì nè? Ưu điểm của em là cá tính, mạnh mẽ, hòa đồng. Với lại một phần của em là hơi hài hước nữa. Còn khuyết điểm của em thì là hơi thẳng tính. Bề ngoài người ta nhìn vô người ta nói em hơi bị lạnh lùng. Nhưng mà tiếp xúc với em chút thì thấy em lùng chứ em không có lạnh. Lùng thì lùng, dễ thương là dễ thương chứ đâu có làm sao đâu, đúng không? Rồi bạn trai bên kia. Ưu điểm của em là hiền, cũng mạnh mẽ. Mặc dù là em năm nay cũng ba mấy rồi mà em cứ luôn nghĩ mình mới có 24 thôi. Rồi về khuyết điểm của em á, thì em hay quên, em hay lơ đãng á, nhưng mà em cũng biết hát tiếng Hàn. Thôi thử hát một đoạn tiếng Hàn Quốc coi. Mới tập đêm qua tới 2 giờ sáng mà không biết. Bây trời giờ ơi. Dạ. Dạ. Dạ sông hè dô, y sun ca ni, ta chi na cô, ta chi bố kè, thuê nừng cư nắng. Một tướng có bò rì cô, cứ tê có thể xó xó. Nam mươn kinh rừng cá rì răn con. Y do nghĩ ra cô hà chô, có bù hàn su cá ôm chô. Nè sang nghe, y chô rô mà rùm tao năn. Tổ ta si un su y sun ca yô. Y sen nghe san me kinh re. Thang xin nâng son muôn in con. Nè xa răng nghe nụ sơn chi an tô rông. Nâng ta ca bí chun kê yô. Tài nãy giờ anh nghe được cái gì đâu là Sarange gì đúng không? Sarange là anh yêu em gì đó hả? Dạ cái bài này là định mệnh. Hãy hứa với anh khi giây phút này qua đi thì chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào một ngày không xa. Trên cuộc đời có những điều mà chúng ta còn chưa biết được tới thì đó gọi là định mệnh. Thì định mệnh thì không thể chối từ được. Trong cái cuộc sống này đó nó đầy chông gai và thử thách. Thì chúng ta hãy cùng nhau nắm tay nhau và vượt qua những điều đó. Cái bài rất hợp á. Hôm nay là định mệnh, chúng ta không thể chối cãi được nha. Sẵn bạn hát rồi thì em xin phục vụ văn nghệ cho tất cả mọi người. Đúng đồng rồi. Thời là tặng cho bạn bên cạnh luôn. Tối hôm qua em cũng không có ngủ được. Em cũng chế một cái bài hát rất nổi tiếng của Mỹ Tâm hiện giờ là Người Hãy Quên Em Đi. Nhưng mà tựa của em là Người Hãy Yêu Em Đi. Em xin gửi tặng mọi người. Lần đầu tiên bảo rằng bước lên trên đây, rằng lòng sẽ đem ai kia đó về. Giờ thì đến rồi, chỉ còn giây phút nữa mà thôi. Hồi hôm qua, mặc dù vẫn đang tươi cười,
mà lòng thấy như hoang mang rối bời, và đã đến rồi vì chàng ở sát bên mà thôi. Thì hãy vui lên đi và tự tin nói hết những khuyết điểm ưu điểm mình đang có, rồi sẽ chia tâm tư, nguyện vọng hay tiêu chí, vẽ ra luôn hình màu cho đối phương. Vậy thì em xin nói trước một lời về người đàn ông em sẽ bấm nút chọn. Điều đầu tiên kiên quyết đó chính là người phải luôn yêu em. Hay quá. Rất là dễ thương, rất là cá tính, hát rất là hay mà cái lời là hay nữa chứ. Tuyệt vời. Bên kia sao im lặng luôn rồi? Cảm giác như thế nào em trai? Dạ bạn ấy chế mà sao hát hay như là thiệt luôn á, những bài hát của gần. Thiệt mà chế. Nhạc sĩ sáng tác á. Định mệnh mà. Yeah. Không có cãi được đâu em. Em thì có một cái ưu điểm là khi mà cảm xúc mà dâng trào rồi á là em có thể tự làm thơ và tự sáng tác nhạc, tự chế những cái lời bài hát mà tùy theo cảm xúc của mình. Cái này là cũng anh cũng có cái điểm là cũng giống giống vậy đó. Để sau này anh chế cho em nghe. Hồi chế cũng phải xin phép nhạc sĩ nha. Yeah. Chế tầm bậy bạ. Bây giờ vô chút xíu tình trường đi. Tình trường của em gái thì sao? Dạ em thì đã trải qua được hai mối tình. Thì một mối tình là hồi thời đi học, nhưng mà tại vì bạn ấy bây giờ là định cư bên Úc rồi. Người thứ hai là do bạn ấy đổi nghề bất chợt đó chị. Ban đầu là bạn làm bên xây dựng, sau đó giờ chuyển qua nghề đánh bắt cá. Ảnh bắt cá hai tay, ảnh bắt cá hai tay. À trời ơi. Quen được bao lâu mà rồi anh chuyển nghề? Dạ thì cũng quen được 2 năm mấy 3 năm rồi. Nhưng mà em phát hiện được chuyện đó thì thôi em cho ảnh đổi nghề luôn. Từ đó tới nay là bao lâu rồi là ở không? Dạ cũng 3 năm hơn rồi. 3 năm hơn. Dạ. Tại sao dễ thương vậy mà không ai cua? Do em sống nặng về tình cảm gia đình á, như là do nhà em gần với lại công ty. Đi làm về xong thì chỉ muốn là đi về sớm với lại mẹ để cho mẹ đỡ buồn thôi. Dạ. Bạn trai bên kia mình có mấy mối tình rồi em trai? Em cũng có 2 mối tình rồi chị Cát Tường. Thì một mối tình của em là 7 năm, mối tình thứ hai là cỡ 6 tháng thôi. Nhưng mà cái người bạn nữ này cũng bắt cá hai tay là bắt được con rồi. Rồi lại muốn bắt thêm em nữa. Hai bạn này dạ, có vẻ cũng định mệnh quá ha. Có người yêu mà cũng bắt cá giống nhau. Chút xíu trước khi mà bấm nút, hai bạn phải thề với nhau là không chuyển nghề nha. Rồi, sao mình hỏi thêm ý kiến người thân là hôm gái em đi với ai? Dạ, em đi với lại cô giáo của em dạy từ hồi cấp 2 tới giờ với lại một người bạn là chơi thân với em từ nhỏ. Dạ, xin chào tất cả các vị khán giả. Chào MC Quỳnh Linh, chào MC Cát Tường. Dạ. Tôi là cô giáo của bé Trân là từ cách đây cũng 20 năm rồi. Từ bé là nó đã thể hiện cá tính, nghịch thì cũng nghịch lắm. Từ nãy giờ ngồi đây và chứng kiến thì cô thấy là đúng là định mệnh con. Ở bạn trai đây có những cái mà cứ nói lên là cô nghĩ là con cũng y chang vậy. Cô rất là vui mừng. Chúc cho hai con là sẽ tiến tới được xa hơn. Rồi. Cảm ơn cô. Rồi, bạn gái có em bạn thân đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi cho ý kiến thêm của em nữa. Bạn gái dễ thương quá. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả và chào anh. Chào. Sau những gì mà Trân và anh chia sẻ, em cảm thấy là hai người có những điểm tương đồng mà em nghĩ là hai người có thể hỗ trợ, tương trợ nhau về sau. Và em ủng hộ Trân thử một lần. Rồi, cảm ơn em. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và các bạn trong công ty. Chào hai MC xinh đẹp của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ. Chào gia đình nhà gái. Và chào các quý vị khán giả. Hôm nay mẹ thấy là cái cô bên này cũng hơi có cái tánh hài hước thì hơi. Mẹ chịu á, cô nói với con vậy. Thịnh cô nó thiệt tình dữ lắm. Ai nói gì nó tin nấy. Hồi nhỏ là người ta gạt nó hoài. Con có cơ hội thì con cho nó cơ hội. Rồi về con điều khiển nó. Chứ để nó bị người ta gạt hoài luôn. Trời ơi. Có bao nhiêu lời đó thôi. Xin cảm ơn. Dạ, dạ cảm ơn cô. Yeah. Ủa em hồi đó em bị gạt là em bị gạt cái gì mà nãy giờ nghe giới thiệu bị gạt hoài vậy em trai? Thì em cũng hiền á. Giống như bạn bè rồi hay ai người thân cũng không có thân thiết gì với em cho lắm. Em chào chị. Chào em. Thì mượn tiền hay gì đó là em cũng cho mượn. Cho mượn tiền. Rồi trả tiền chưa? Nói trả rồi nhưng mà trả lúc mà em đang ngủ.
Hả? Cái gì vậy? Hồi nhỏ em cũng thích võ thật á, nhưng mà em tự tập. Xíu nữa biểu diễn, yeah. Bây giờ muốn kiếm người vợ như thế nào? Thì em kiếm một người vợ là kỹ tính tí để quản lý em, hiếu thảo cha mẹ. Nói chung là đừng có chảnh quá. Về ngoại hình? Ngoại hình thì cỡ 1m55 trở lên là được. Rồi, chuẩn rồi, rồi đó. Rồi nói chung là dễ thương. Chừng nào tiến tới hôn nhân được? Thì em cũng thật sự là em cũng lớn rồi, cũng cỡ tầm 6 tháng tìm hiểu là có thể tiến tới hôn nhân. Rồi, em muốn chừng nào kết hôn được? Dạ, em thì luôn trong tư thế sẵn sàng. Luôn trong tư thế sẵn sàng? Dạ, em sợ yêu lâu lắm. Nên nếu như mà cả hai cảm thấy hợp nhau và cảm thấy cần và đủ để sống vì nhau thì sẽ tiến đến hôn nhân. Mà em có đặt ra tiêu chí người bạn trai mình như thế nào? Tiêu chí đầu tiên kiên quyết của em là không được hút thuốc. Cái thứ hai nữa là nhớ cạo sạch râu mỗi buổi sáng. Sao vậy? Thì em không biết làm sao mà em sợ cảm giác của những người để râu lắm. Nhiều khi đến gần mà chuẩn bị hôn mình hay gì là em nổi da gà hết trơn. Như anh kia láng lắm, không có râu. Nhưng mà em có hút thuốc không em trai? Hồi nhỏ xíu lớp 5 á, em thấy người lớn họ hút. Em nói tại sao người lớn họ khoái hút thuốc gì vậy? Chắc nó ngon lắm hay sao á. Em cũng lén em hút thử. Hút xong cái em mệt, chọn kẹo còn hơn là chọn thuốc. Đó, từ đó thì sao là em không có hút thuốc. Nghe tụi nó hút thuốc từ lớp 5 bây giờ nghiện rồi, tôi chắc tôi chết quá. Té ra là không em có hút trai thuốc. Định có điểm mà... gì không thích ở người bạn gái không? Em không thích cái người con gái mà đen, rồi hôi, nhiều lông, nhiều lông. Gì? Cái gì vậy? Dạ, tiêu chí không thích gì nhắc lại anh nghe coi. Đen nè, rồi hôi nè, rồi nhiều lông. Cô bên kia cũng thích nhiều râu, em cũng thích nhiều lông. Kỳ lạ. Sao em có ý nghĩ kỳ lạ vậy? Thôi coi bên đó có lông. Dễ thương. Ta gặp nhau đã đôi lần ở hãng xe. Đàn trai yêu cầu ấy. Thôi không có đen nha, không có hôi luôn. Còn chuyện kia tôi không biết. Đó, tôi không có khả năng kiểm tra. Dễ thương là được rồi. Chàng trai bên đây tuy rằng không có râu, nói về tóc thì cũng không có. Hôm nay định mệnh rồi. Mình mở rào đi. Định mệnh không lông và không râu. Bắt đầu. Em chào anh. Em chào em. Anh tặng em con mèo. Dạ, cảm ơn anh. Đây là tuổi của em. Dạ. Ồ, vậy hả? Dạ. Tuổi con gì em? Con mèo luôn. Dạ, em tuổi con mèo. Trời ơi, sao tặng đúng tuổi vậy? Đúng. Mà em thấy để cô kia em biểu diễn cái tài nghệ của mình chút xíu tài lẻ cho cô gái coi coi. Thì anh... cũng có chút người đàn ông, người đàn ông. Ủa, con chút người đàn ông mà hả? Cái này nhìn nó cũng hơi nguy hiểm. 12 năm em bỏ, mới tập lại đêm qua. Trời đất ơi, mới tập lại hôm qua đó em, xa xa đây cưng. Mới tập hôm qua mà làm thấy ghê không? Được, phải la lên giống trong tuổi đơn mới được. Hi, 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 la lên chứ. Hi, wow. Dữ à. Rồi. Rồi, hai tay hai cô. Hai cô. Minh Họa. Oh, kẹp nách. Dạ bỏ cũng nách có nách rớt. Rồi, được. Rồi. Dữ không em? Cũng được rồi đó. Được áo ha. Đi nào. Chú rể của tôi. Thôi, bây giờ chúng ta cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt đi các bạn. Em thấy anh hợp không? Dạ, thì em thì mới đầu thì em thấy là cảm thấy là hấp dẫn. Còn cái nhìn đầu tiên của anh khi gặp em thì như thế nào? Thấy em là dễ thương, hiền. Có đen không? Trắng hồng đẹp. Có hôi không? Nãy đi lại gần nghe thơm. Còn cái thứ ba tôi không biết nha. Cái thứ ba thì anh yên tâm, thì tóc em nhiều lắm. Em nghĩ nên cái phần lông chắc nó dồn lên tóc hết. Chắc không đến nỗi lông nhiều như anh nghĩ. Dạ. Nói chung là mình cũng lớn rồi. Thì nói chung anh cũng lên chương trình này thì cũng thật sự là anh nghiêm túc. Thì cũng mong là mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rất hay. Chúng ta chặt tay vào nút bấm đi bạn.
chúng ta hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Gian rồi, chúc mừng. Nào, nắm tay nhau đi chàng trai và cô gái. Chúng ta là những người gọi là rất có duyên với nhau. Đây là một cặp đôi anh nghĩ rằng có thể có tin sớm cho tất cả mọi người. Hãy làm nhiệm vụ của một chàng trai khi mà ta đồng ý bấm nút, đó là hôn cô gái, để chứng minh rằng tất cả những điều nãy giờ mình nói là từ trái tim của mình. Cho anh được phép không em? Rất là dễ thương.